Hello, hello, hello. Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hino Vlog. Thì đã rất lâu rồi, em Quân cùng với quý khách hàng mới lên lại một giới thiệu về con xe Hino 300 này. Thì hôm nay em Quân sẽ giới thiệu một cái xe Hino mang mã loại là XZU720, tải trọng 3 tấn rưỡi, thùng lọt lòng là 5,2 m. Với phiên bản thùng đặc biệt là full inox 304 chở cá nha anh em. Thì cái thùng này sẽ là khách hàng bỏ nước vào bên trong thùng luôn và chở cá, nên là tất cả các chi tiết bên trong thùng của xe bên em Quân đều đóng là full inox 304. Thì quý anh chị nào đang có tham khảo về dòng xe Hino chở cá thì hãy cùng em Quân khám phá qua mẫu xe này nha. Xin mời quý anh chị vào video của em ạ. Rồi, về mẫu xe Hino 300 này thì em Quân cũng như kênh Hino Vlog đã làm rất là nhiều video để giới thiệu về đầu cabin series 300 này rồi. Thì em giới thiệu sơ qua về mẫu cabin này có những tính năng gì các anh chị. Thứ nhất là nó có chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu là Eco. Thứ hai là nó có chế độ điều hòa lực phanh theo tải trọng. Thứ ba là có thể điều chỉnh được đèn pha, đèn cốt cao sáng theo cái cung đường mình đi để bảo vệ an toàn cho tài xế khi di chuyển trong ban đêm. Ngoài ra thì xe này được trang bị là máy là 4.001cc kết hợp với hộp số 6 cấp, 6 số tiến, 1 số lùi, mang lại cảm giác lái trên mọi cung đường rất là tuyệt vời ha. Thì sơ lược về mẫu cabin thì em có nói những tính năng như vậy. Thì bây giờ điều quan trọng nhất thì em Quân muốn giới thiệu cho quý anh chị, đây là mẫu thùng full inox chở cá đó. Quý anh chị cùng xem qua đây đó, cũng là một phiên bản mẫu là thùng nhôm, nhưng quý anh chị nếu mà nhìn sơ qua cái video em đang quay như thế này thì anh chị sẽ thấy sao nó bong bóng hơn một xíu và nó có gì đó khác biệt. Thì bây giờ em Quân cùng đi giải thích chi tiết về phần thùng cho quý anh chị nha. Rồi, đây là phiên bản mẫu thùng XZU720, thùng nhôm mở là 5 bẩn bên em Quân. Thì với thiết kế thùng 5 bẩn này thì theo bản vẽ thiết kế thì bên em sẽ có là cặp đà đôi ngay trụ và phía đà ngang. Và mẫu 5 bẩn này thì tùy vào nhu cầu của khách hàng thì quý anh chị có thể lựa chọn là 5 bẩn hay 7 bẩn. Em Quân xin nhắc lại kích thước lọt lòng thùng của con xe này là chiều dài là 5,2 m, chiều rộng là 2,050 m, chiều cao là 1,890 m nha quý anh chị. Kích thước lọt lòng thể hiện trên cục đăng kiểm. Đó, thì cái mẫu này thì bên em đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng rồi, là với thiết kế bạc 5 mảnh cuốn mép giúp anh chị mở bẩn lên rất là dễ dàng nha. Đó, và bây giờ em Quân sẽ đi vào chi tiết về phần đà. Đó, nếu mà khách hàng sử dụng là thùng chở cá mà cá nước mặn thì quý anh chị cần làm dàn đà như thế nào nha. Thì xin mời anh cameraman tiến gần lại để quay cho khách hàng cận cảnh khách hàng sử dụng dàn đà nha. Thì nhiều khách hàng khi đi mua xe yêu cầu là sử dụng thùng full inox 304, thì cái đây là một con xe mà tất cả các vật liệu trên xe em đều sử dụng là inox 304 nha quý anh chị. Thì quý anh chị có thể xem trực tiếp vào đây. Đó, đà inox 304. Thì về đặc biệt về cái dàn đà này, đà ngang, đà dọc và các ke liên kết cũng là sử dụng inox 304. Và các mối hàng inox bên em đã xử lý vây cá rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, lạc là có mài bóng này, là cái đường mài sau khi xử lý khi mà bên em hàng cái đà ngang, đà dọc lại với nhau. Và thêm một điểm nữa mà khi mà anh chị là đặt xe mua bên em thì phần ke liên kết này em hàng ở trên này, ở dưới này, hai mặt và hàng liền hết cho quý anh chị nha. Đó, thì dàn đà này rất là quan trọng. Và thêm một cái nữa thì quý anh chị có thể thấy đây, anh cameraman quay về đây thì khách hàng là chở là số tấn là nhiều hơn số tấn mà cái thùng này cho phép, nên là đà có thể là chập hai cái u lồng vào nhau, nên cái xe này thật sự rất là cứng nha quý chị, rất là cứng luôn. Em Quân xin nhắc lại là cái thùng xe này bên em khi mà đóng full inox 304 bên em bao chở cho khách hàng. Thì một lưu ý khi quý anh chị nào sử dụng thùng mà full inox 304 thì em Quân có chia sẻ, thì thùng full inox 304 thì nó sẽ có tính năng là chống ăn mòn, nhưng mà cái tính chất của inox 304 thì nó lại hơi giòn một xíu. Thì quý anh chị đi quá tải nhiều mà anh chị đi tốc độ cao mà đi đường ổ gà đồ nhiều á thì có thể là gây ra hiện tượng nứt, nên là anh chị chạy có nước trong thùng nữa, nên anh chị là cố gắng bình tĩnh chạy lái xe an toàn để giữ cái thùng này nó thời gian sử dụng là lâu nhất và có thể là 25 năm theo chiếc đời xe của mình luôn. Đó là về phần đà. Rồi, phần cản ở đây thì bên em đã sử dụng là cản inox 304. Đó, thì phần cản thì bên em là bắt ốc cho quý anh chị nha. Thì bắt ốc này thì có hai ưu điểm, là thứ nhất là nó sẽ
dễ dàng tháo lắp khi anh chị lắp thêm những cái bộ phận ở trong hay là bảo trì sửa chữa gì nó vẫn tiện cho quý anh chị. Thứ hai thì nếu mà bên em hàng thì một thời gian nó cũng sẽ là bung của mẫu hàng ở đây, tại vì bước lên bước xuống rất là nhiều cái khu vực này, nên là phần này bên em bắt ốc nha. Những cái nào bên em cần làm chắc chắn thì bên em sẽ làm chắc chắn, những cái nào làm để thuận tiện cho khách hàng thì bên em đều làm, để làm sao anh chị nhận xe về sử dụng xe một cách dễ dàng trơn tru nhất. Rồi lên một chút xíu nữa, điều đặc biệt em muốn giới thiệu cho quý anh chị đây là phần khung bao bẩn cũng như là trụ. Bên em đều sử dụng là inox 304, bách công inox 304, bản lề inox 304 đều có dập khắc là inox 304, và bên em có thể cam kết và cho khách hàng thử thoải mái khi mà trong quá trình đóng thùng hoặc là trong quá trình làm thùng mà không nghĩ là không có phần nào là không phải là inox 304, bên em đều có cho khách hàng test tại xưởng luôn nha quý anh chị. Thì ở đây thì xin mời anh cameraman tiến vào một chút nữa thì em sẽ quay cho đây. Đó, ngoài phần trụ là inox 304 ra thì phần nẹp bẩn này, thường thường quý anh chị sẽ thấy phần nẹp bẩn này sẽ đi là nẹp nhôm. Đối với một số khách hàng là mình chở hàng khô bình thường, mình đóng thùng nhôm thì mình đi với nẹp nhôm. Nhưng đây là thùng chở cá nên là khách hàng sẽ lựa chọn là nẹp inox này, rất là cứng nha quý anh chị. Nẹp inox này là dày 2 ly, rất là cứng. Đó, như hồi nãy em cũng có nói là khi mà anh chị nhìn vô nó sẽ thấy có gì điểm gì đó khác so với những thùng nhôm thông thường. Thì đây là những cái điểm khác biệt với những thùng nhôm thông thường. Đó, thì ốp chân trụ cũng như là biên, bên em sử dụng là biên inox 304. Nếu mà anh chị nhìn kỹ vô, biên inox 304 này nó sẽ mờ mờ hơn một xíu so với inox 201 nha quý anh chị. Inox 201 bên em thường thường đóng những cái siêu phẩm thùng nhôm á, thì sẽ sử dụng inox 201, rất là sáng bóng. Đó, rồi bây giờ mời cameraman đi một vòng cùng em để xem qua cái mẫu thùng này ha. Về tất cả đều sử dụng là inox 304 nha quý chị. Thật sự là rất là nhiều khách hàng hỏi em là thùng 304, nhưng nếu chị chở đúng cái mặt hàng thì em vẫn làm cho quý anh chị 304, nhưng tất nhiên inox 304 sẽ có cái giá cao hơn so với những loại thùng khác. Đó, về phần sau này thì em cũng vẫn trang trí nhưng mà một cái số mẫu mà theo yêu cầu. Thứ nhất là mình sẽ làm thêm cái phần che bách che đà cũng như là làm cái khung biển số sẵn cho quý anh chị luôn. Ở dưới thì cản là cản inox và bắt đèn. Đó, nếu bây giờ quý anh chị không thích mẫu đèn nó lòe loẹt thì quý anh chị có thể kêu bên em và bên em dán phản quang lên đây thì trở thành một cái mẫu gần như là phiên bản cản nhôm, rất là đặc sắc hơn. Đó, bản lề biên và bạc bên em đều rất là thẳng thớm cho quý anh chị. Rồi, và lên trên một xíu nữa thì là vị trên. Khách hàng sử dụng đây là vị trên dạng chống nha quý anh chị. Về vách ngoài thì đó đã được làm bằng inox 304 luôn. Anh chị có thể thấy là nếu mà những loại inox mỏng mà nó mờ mờ vậy là sẽ là inox 304 nha quý anh chị. Khung xương vị trên đều là sử dụng inox 304. Rồi, một điểm nữa là khách hàng sẽ sử dụng là 4 van thoát nước, và ở trong lòng thùng tí nữa em Quân sẽ quay cho quý anh chị thì nó sẽ có hai máng nước trước và sau, và sẽ có van thoát nước đây. Thì cái van đi xuống vẫn là inox, chỉ có cái khóa này là bên em làm bằng nhựa thôi nha quý anh chị. Đó. Rồi, bây giờ em Quân sẽ mở tất cả cái bẩn ra để cho quay cho quý anh chị xem phần bên trong nó thiết kế như thế nào để thuận tiện cho việc chở cá nha quý anh chị. Rồi, đây là phần phía bên trong thùng khi em Quân đã tháo hết tất cả các bẩn ra. Thì quý anh chị nhìn tổng quan thì về phần bên trong vẫn sử dụng là full inox 304 nha. Thì có thể nhìn thấy nè, phần dàn khung chuồng heo là sử dụng inox 304 kết hợp giữa inox hộp vuông 44 và vuông 24 bên này đang lại với nhau, rất là khít nhau quý anh chị, nên phần khung chuồng heo cũng rất là chắc chắn. Phía bên trên nữa thì phần dàn kèo từ kèo phi, kèo tròn thì bên em cũng sử dụng là uống từ cái thanh inox phi 304. Đó, phần kèo U ở giữa thì bên em vẫn sử dụng là inox 304 nha quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể thấy là thùng full inox 304 thì bên em sẽ đóng đúng là full inox 304. Đó, và ở trước nãy em có giới thiệu là sẽ có hai máng nước trước và sau, cũng như là mỗi bên sẽ có là bốn loại thoát nước, tổng cộng 4 góc thùng. Đó,
Phần sàn là sử dụng inox 304. Chấn sóng bên em chấn là cho khách hàng, và theo yêu cầu khách hàng hiện tại là sàn là 2 ly nha quý anh chị, chấn sóng là 2 ly đó. Thì khách hàng này chở hàng cá nước mặn, và là khách hàng sẽ đổ nước vào bên trong thùng luôn, đổ nước vào trong thùng và lúc chạy là vẫn có nước luôn nha quý anh chị. Nên mà khi trước khi bàn giao cho quý khách hàng thì bên em đã có test nước rồi nha quý anh chị, là bên em là khóa hết tất cả các van nước lại, bỏ nước vô vô trong thùng và để trong vòng khoảng 2 tới 3 tiếng coi thử nước có rỉ xuống không. Tại vì nếu mà rỉ thời gian dài thì có thể là hiện tượng mục sách si hay là gì đó, nhưng vì phần đà cũng đã làm inox ra 304 rồi, khách hàng rất kỹ tính đó. Và khi mà những khách hàng đã đầu tư một cái thùng như thế này thì khách hàng lại yêu cầu xe Hino để sử dụng cái xe được bền nhất nha quý anh chị đó. Rồi một phần nữa mà để nước lên trên á, mà quý anh chị cuốn biên lên mà quý anh chị không đi hai cái cây vuông 24 như thế này thì có thể là cái phần cuốn biên lên quý anh chị nó rất là yếu đó. Là bên em có đi hai cây vuông 20x40 từ đầu thùng đến cuối thùng để làm cho cái phần cuốn biên này lên rất là chắc chắn nha đó. Thì cái phần cuốn lên thì bên em cũng sử dụng là 2 ly luôn nha quý anh chị, bằng với kích thước của sàn thùng nó, cái này là rất là chắc chắn. Rồi anh chị có thể nhìn thấy nữa này đó, đây cái phần máng nước ở bên trong này, bên em làm theo kiểu chấn sóng này, chấn một cái mảng xéo xéo này rất là đẹp tinh tế ha đó. Và tất cả các mối hàng anh chị để ý này, mối hàng inox bên em đi này rất là đẹp nha quý anh chị. Và ngoài đẹp ra thì đảm bảo được là cái thùng này nó sẽ không bị lọt nước ra ngoài nữa nha anh chị đó. Thùng bên em làm rất là kỹ, nếu mà khách hàng nào thật sự là cần một thùng chất lượng để chở cá và không phải quan tâm vấn đề sau này khi sử dụng thì có thể liên hệ với bên em để đóng một cái thùng ưng ý nhất nha. Rồi ở phía sau thì vẫn trang bị hai xích bẩn nếu mà anh chị là đầu tư thùng bên em, và cái móc bẩn này bên em làm rất là chắc chắn nha. Móc bẩn để tại vì anh vận chuyển cá lên mà từng sọt lên, đây là ngoài khối lượng của một người tài xế, một người bốc vác thì tổng cộng là 160kg rồi, ngoài ra một cái sọt nó rơi vào khoảng 40-50kg nữa, nên khách hàng sử dụng trên bẩn này rất là nhiều đó. Cứng ở đây em nói tại sao nó cứng thì đây là cái nẹp này em có giới thiệu, đây là nẹp inox 2 ly chứ không phải là nẹp nhôm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên em nè làm cái móc xích, thường là những cái thùng thường thì móc vào cái bách thẳng này thôi, bên em sẽ làm một cái móc riêng để bắt xích bẩn vào đó, rất là chắc chắn đó. Thì đây là phần phía trong thùng, thì nãy giờ em Quân cũng có giới thiệu sơ qua về mẫu thùng này rồi. Anh em nào đang quan tâm về giá bán cũng như chương trình khuyến mãi trong tháng 1 năm 2024 này thì cùng em Quân xem tiếp video nha. Thưa quý chị, cùng em đã tham khảo qua cái mẫu thùng Phinox 304 chở cá này rồi. Thì hiện tại chương trình khuyến mãi của tháng 1 năm 2024 bao gồm quý anh chị sẽ được hỗ trợ 2% thuế VAT tương đương với khoảng 15 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra thì hiện tại nhà máy Hino Moto Việt Nam đã có một cái động thái vào năm 2024, đó là tăng giá xe thì nó có thể cao hơn so với những quý khách hàng đã mua xe trước đó. Nhưng về ngoài ra nếu mà nhà máy tăng giá xe như vậy thì bên em hỗ trợ, bên đại lý bên em sẽ hỗ trợ phần thùng cho quý anh chị làm sao cho nó ưng ý nhất cho quý anh chị, và từng cái mẫu thùng thì bên em sẽ có quà tặng kèm theo tối đa lên đến là 15 triệu đồng đó. Quý anh chị tham khảo mẫu xe Hino này thì bên em hiện tại cái mức trả góp rơi lên đến là 630 triệu đối với mẫu xe Hino XZU720 này. Và với một cái thùng mui bạc tiêu chuẩn lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương hiện tại rơi vào mức là 787 triệu lăn bánh trọn gói nha quý anh chị. Nếu mà quý chị nào chọn cái mẫu thùng Phinox 304 mà chở cá như thế này thì có thể là nó cao hơn 80 triệu thùng Phinox 304 nha quý anh chị. Rồi quý anh chị nào còn những thắc mắc gì về xe tải Hino cũng như là cần tư vấn báo giá gì, quý anh chị có liên hệ với bên em qua số line 0368110040. Bên em sẽ hỗ trợ tất cả thông tin mà quý anh chị cần nha. Thì bây giờ video cũng dài rồi, hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.